chào em, chị là tên Ngọc Tiên, chị là đại lý bên Tân Bình, số 11 Võ Thành Trang, phường 1, quận Tân Bình. Chị với lại Dung bên tổng công ty thì hợp tác cũng là trên 5 năm rồi. Cái dòng sản phẩm này thì nó rất là tốt. Chị là kinh doanh từ dòng cũ EV, bây giờ qua BL Miracle thì chị vẫn kinh doanh bình thường. Thì khi mà xài dòng này á, da nó đều màu, nó sáng, nó tẩy cái tế bào chết cho mình, nó dưỡng lại cái da mới á, rồi nó bảo vệ cái da luôn. Cho nên lúc đó da mình nó khỏe và nó sáng đều. Rồi khi mà xài đẹp mình có lòng tin, quan trọng là cái chất lượng sản phẩm á, mình tin tưởng mình mới ra kinh doanh. Kinh doanh là bán hàng cho tới bây giờ luôn. Cái cửa hàng chị kinh doanh nay là trên 5 năm em. Coi như chị biết sản phẩm là trên 8 năm, nhưng mà chị kinh doanh là khoảng 5 năm rồi. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua, cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.